Ông coi bệnh án thì ông coi chữa được là ông chữa, không chữa được ông cho về. Cái lên ông cắt ông 10 thang. 10 thang ông mà uống qua 10 thang này mà không bị gì hết là ok. Nó uống ông 40 thang là nó khỏi bệnh. Mà cái ông đó là ông ở đâu? Ở ngay Dầu Dây mình nè. Sơn La biết đó. Bây giờ ngày gì? Nào nó cũng chở khách đi lên đấy không. Ông tên gì? Mình không có dặn hôm qua mình chẳng hỏi tên mà đấy ông ạ, nó khám chữa ở trên đấy. Mà ông đó là ông thầy chữa thuốc nam. Đồng lắm. Thầy nó bảo chữa đồng lắm. Mà chữa cả ung thư luôn. Ung thư còn mẹ gì cũng chữa. Viêm xoang còn mẹ gì cũng chữa. Mà bác biết không, được cái là thầy thuốc ở trên đấy chữa. Ví dụ hôm nay nó bắt mặt rồi đông quá bác cứ đi về thì ngày mai nó sẽ gửi thuốc ra xe cho bác mang đến tận nhà luôn. Ừ, tiền bạc có thì gửi luôn, mà không có thì lúc nào dẫn đem lên đấy trả cho ông. Ông không lấy tiền trước. Ông chữa luôn gan ghiếc thì nói chung chữa hết rồi. Thằng em tao này, cái gan nó phải biết không, nó bảo cái gan của em ấy, nó chụp lên phim ấy, bác sĩ nó chụp lên phim, nó hướng dẫn cho em ấy là gan của em mấy cái đường gân máu ấy, nó nổi lên như gân mình nè, không có chảy máu ra. Bác sĩ bảo cái gan này bây giờ nó hết hoạt động rồi, bây giờ phải cắt gan đi rồi bắt đầu xạ trị. Mà tiền nhiều quá đâu có. Mà đến lúc ông nó chữa ông này khỏi xong xuôi, nó về xong đâu được 3-4 tháng ấy, bắt đầu lại đau ông bắt đầu thì ra nó ăn lục bát tử thế rồi lên trên lại lên bệnh viện nhập tiếp, lên bệnh viện nhập tiếp, và bác sĩ nó không dám đụng vào, nó không dám mổ. Nó bảo bây giờ cái bệnh gan hồi trước, cái bệnh gan của anh đang chữa ở đây, anh xin phép anh về, anh bảo có gì anh chất chịu trách nhiệm, mà bây giờ anh về mà cái bệnh gan của anh ấy thì coi như nếu mà mổ cái bao tử của anh là 80% anh chết, chỉ còn 20% là anh sống thôi. Nên lúc bác sĩ nó chụp pin giết lại, nó không thấy gan không bị gì hết, thế nó mổ nó chám lại cái bao tử nhá. Nó bảo lạy Chúa, hồi uống 10 thang thuốc đầu tiên, nó bảo anh biết không, em uống vào cái phân của em đi á, nó đen như nước cống mà nó tanh không thể tưởng tượng. Rồi người em uống vào xong bắt đầu á, uống vào nhá, bắt đầu nó nổi mấy cái cục lên. Nó xì ra. Em lúc nào nó phát ra cái mùi tanh, mùi hôi. Xong gọi điện bảo hỏi cái ông thầy bảo vậy mới được. Uống thuốc mà không thấy nó phát ra người ấy là coi như là nó không được. Ừ. Phát ra như vậy là nó mới hết. Nó bảo người em nó xám xịt vào, xong nó ngồi gần nó nào nó có cái mùi hôi. Rồi đi cầu nó nước nó đen thùi lùi, nó hôi nó tanh không chịu nổi. Uống qua 10 tháng nó bắt đầu cái cơ thể mình nó ổn định. Bây giờ nó khỏe lắm. Giờ hồng hào trắng dẻo lại bình thường á. Không biết tiến đề thì nhận rồi đấy. Biết cái chỗ ông đó, thí dụ như mình gặp người nào bị bệnh á mình chỉ. Thằng em tao nó có cả mình dứt, có đĩa số điện thoại luôn, cần thì nó cho. Hôm qua ngồi đấy chơi mãi nè. Nhà nó ở nhà vợ nó ngay cánh đồng này nè. Ông ăn cột chéo em cũng ung thư chữa bao nhiêu là tiền. Mà giờ em tao hết sạch bệnh luôn. Hết sạch luôn hả? Gan nó bây giờ bác sĩ bảo gan hôm bữa nó đi mổ cái bao tử ấy, gan nó coi như nó bình thường không bị gì. Bác sĩ bảo sao mà vì là gan của anh hết. Anh già vậy, anh lớn tuổi vậy, ăn chữa bệnh địa gan ở đâu mà hết. Ngày chỉ cười. Giờ người nó mập mạp có thịt nó ra. Chớm gì? Nó ung rồi sao mà. Thằng em nó bị ung thư rồi, gan nó rỉ máu ra, nổi gân rỉ máu ra. Bệnh viện thì bảo là cắt gan đi xong xạ trị. Mà bà mẹ nhiều tiền quá lắm. Bảo thôi đưa về tiến đệ, báo cáo với tiến đệ rồi đấy. Lên một kéo mình chắc là gặp ông ấy dân hết.